đi ra vòng vòng thôi. Dạ. Không đi đâu nữa. Ờ. Nói nghe đi mừng lắm mà nói vậy sao? Ngồi nhà vậy đi ra vô chứ vậy sao tôi đâu có đi đâu. Lại thì nhắc nhớ. Dạ gặp nhớ nhắc nhớ. Dạ. Dạ. Lâu lắm, 5 năm. Đúng rồi, kỳ em nghe chị Bỉnh là lâu lắm, lâu kỳ em còn làm chung với Hiền rồi luôn á. Dạ. Lâu lắm. Dạ. Dạ. Khỏe cũng khỏe, mệt mệt. Vậy đó hả chị? Chị tiêm luôn, bắt có tiêm luôn. Ồ. Người ta bị cái đường mình qua tiêm, nước áp cao lên. Ồ. Qua bên ta biến qua xong đó bị tiêm. Em thì huyết áp em uống định kỳ luôn. Em cũng bị mấy năm, em uống định kỳ mỗi tối em uống vậy đó. Uống hoài xong nó qua tai biến hả? Chứ mình phải uống, nếu mà huyết áp là mình phải uống suốt luôn á, theo suốt luôn. Bác sĩ để sao? Huyết áp vô cũng cứ uống lên về nọ. Dạ, dạ. Bây giờ nhiều khi tỉnh queo ngồi nói chuyện đó cũng uống lên rồi. Ồ. Bởi vậy đi giá đỏ. Giá đỏ. Đó, ai vậy? Có ai? Em bé lên mạng suốt đó, thấy mình mê luôn á. Rồi, bữa nay em bé với Bo lên mạng nha. Hai làm nhân vật chính nha. Nha, Bo với em bé nha, nhân vật chính đi. Ồ, nhân vật chính bữa đi. Bo hơi lạc xưởng chị Hai treo lên. Tại sáng này em mua chắc cũng tươi hay sao đó. Em ra mua chị Hiền bên thủng của Tho. Mà cái này là lạc xưởng của chị Hiền mà em không biết ngon không. À, ít ăn, mà thấy cũng ngon lắm. Thơm. Trời ơi, thấy thơm ghê không? Ừ, bò lên không? Ừ. Đang với Hai với vậy em mặc gái. Trên vậy anh. Chị Hai. Nếu mà tính anh trai thì là anh Vũ. Chị Hai, anh Vũ, chị Trinh, chị Nga, chị Trang, em. Em là Nguyễn Trang, Trang. Chị Trang, dạ chị Trang em. Em là nhỏ nhất. Năm gái quên quên tên Trang nè, nhớ Nga nè, còn nhớ quên nhớ hồi đó má em nói à Trinh cũng nhớ quên Trang. Má em nói á, tao á thì con gái nhiều còn chị á con trai nhiều. Đúng rồi, má em nhỏ vậy nè, con trai nhiều. Chơi với em kìa. Em là quay mạng là em hả? Trời ơi, cứng cỏi luôn á, thấy thương lắm, ngồi ăn ngồi tưng lắm kìa. Mai tao nói là tối là nằm coi mà có đi lắm mình cảnh quen thuộc nữa. Ờ, có bữa ăn cũng không? Ôi mẹ ơi, thấy thèm quá, mai mẹ làm cho con đi. Ờ, thấy thương làm á. Mẹ ơi, trời ơi, thấy thèm quá trời. À, mai mẹ làm đi, nói trời ơi, mẹ đâu có biết nướng. Mẹ không có biết nướng, mẹ chỉ biết ra mà. Bà ăn gà gì? Bà ăn gà gì? À, anh trổ tài kìa, bữa nay là khỏi mơ ước nữa. Là anh trổ tài luôn. Trổ tài làm luôn á. Nằm cũng hít hà theo nữa chứ. Nằm ăn cũng theo hít hà theo nữa. Trời ơi, con nồi cháo rồi mẹ. Vì vậy Vũ nó xuống lên biết là không tái đó. Mai mắc kẹt rồi. Mắc kẹt rồi. Dạ. Vì bắt đi học còn lái gì ra rồi. Vì kẹt thì nào. Ủa giờ còn anh Hai đâu chị Hai? Ủa bữa nay con thấy nè. Con nhỏ về chơi á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Anh nó giỡn nó không về, mai anh về. Ngày qua bên đây là Thái đó. Trời em nhốt ở nhà con em đâu cho đi đâu. Nay qua nói qua có chị Nhung rồi kìa. Có em bé Thái. Hôm nay là bệnh đó. Vậy đó hả? Lớp 1 rồi đó mà. Hôm nay bà đỡ hết rồi. Bé Bo em cũng vừa trải qua cơn bệnh. Cũng ho, sốt, sổ mũi. Chị biết hổm luồng gió đặc quá. Luồng gió là đứa nít nào yếu yếu là dính hết. Dính có bữa hà cũng như là bữa nay suốt luôn khỏe trời ơi khỏe mà không có tiền em ơi. Cha nó phụ. Ờ thẻ khỏe thiệt mà không có tiền. Cha này gì à? Dạ thỉnh thoảng. Cha chào mọi người ạ.
Dọn cái dễ ăn lắm chị hai, không có kén ăn. Ừ, dễ ăn nên cũng dễ chịu. Mới trong mẫu giáo nấu ăn thì ngon, nhưng mà vô lớp 1 là đồ ăn không ngon, không ngon bằng mẫu giáo. Mẫu giáo đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà lên lớp 1 là cô nào trường giáo cũng không giống. Học cô nào chị hai? Có học cô nào? Cô Lon. Ờ, cô Lon giờ thì yếu. Học bán chú. Bán chú ở luôn hả chị hai? Chưa có gì về. Ờ, thằng nhóc em thì chưa lúc về. Về là quầy nó không ăn, cái mệt vậy cái vui vô nó không. Phải chừng cái chạy xe, ổng quá tao đi bộ, không muốn chạy xe, gửi gửi luôn. Trời ơi, nó chịu. Thấy đi bộ, hai ông cháu với nhau đi bộ về. Không có đi xe đâu, được đâu rồi, giữ bộ không đâu. Mấy tuổi nó giờ ấy, về chở còn đâu có ai không được chở. Dạ. Ủa đi làm hết rồi, có ai đâu. Đây tập hợp nhà đông nhân khẩu vui. Cái ngày thường có ai đâu. Cũng chắc tâm hả chị hả? Ừ, ngày thường không có ai. Bên bển hai mẹ con nhà cuối tuổi gì vậy à? Nhà cuối có đâu à? Tôi có nhà tôi đứa này đi đầu kia đi. Đi đồ quay vui thấy câu cá, đồ văn lưới, đồ sáng ngủ nhau đi câu cá hơn. Gì dính không chị? Có mấy con. Mấy con hả? Ồ, vậy đó. Vui lắm, thấy cảnh quê hương mình nó gần gũi nữa. Tên Bo nó mê lắm. Bữa nào tối lên mày mốt tao cũng đang vậy bữa. Trời đất ơi, cái gì mà ha, hỏi phép nữa. Qua bên chị. Trời đất ơi, kéo nhà qua. Tại vì nè, thần tượng á. Thần tượng của Bo đó. Thần tượng của bé Bo đó. Bữa nay thần tượng của Hoàng. Trời ơi, liền hả? Vũ chị coi liền. Cái clip nào ra là gặp là coi coi mà bấm like nữa chứ. Không phải là giỡn đâu, người ta biết bấm like nữa đó. Rồi hướng liền ha. Rồi giải thích chị là bấm bao nhiêu được sao đỏ, sao vàng, sao gì đó chị đâu có biết đâu. Biết nữa đó. Trời ơi. Mê lắm, mê lắm. Bữa ăn cơm xuồng thích à. Trời ơi, con của mẹ ơi. Sáng mai mẹ nấu cho mẹ chỉ biết có ram thôi à. Trời mẹ ơi, không biết làm cái đó. Thần tượng đó. Ừ, nói cái gì chứ đó. Thần tượng đó. Ăn cái gì thế này, còn bữa thấy ăn cháo cháo cá tra kìa. Hít hà theo luôn. Trời ơi, bữa nào qua mã. Ừ, ăn hít hà theo luôn á. Cười lắm. Dễ thương lắm. Nay nghe qua em đây mê, chị nói là sáng mẹ đi ăn đám giỗ, về trưa đi mẹ chở qua chị Nhung rồi có em bé rồi chơi. Thấy em bé này quay là sừng rành rẽ luôn đó. Nghe em bé này không có? Dòm thì biết. Còn chị Nhung thấy là chị Nhung kìa mẹ, chị Nhung kìa mẹ. Chị thấy vui vui, khoái lắm. Đó. Rồi thấy món ăn nào là thấy trời ơi ngon hết là. Thấy món ăn là ngon là hít hà, à thèm theo á. Con bữa à, bé chiên con gà gì mở cười quá chứ cười. Chiên con muốn gà 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 làm gà gà lượt. Con gà mà rớt gà một thì gấp lên còn con gà không á. Cười quá giờ nằm cười. Cười á hết luôn, nó ăn chiên hết. Nói hai mẹ con nằm coi cũng cười theo nữa. Vui lắm. Bon, chị nói bữa nay khỏi mơ ước con thần tượng nấu cho con ăn. Khỏi mơ ước nữa, thần tượng nấu cho con ăn nè. Nghe, đi ra làm khổ. Đi ra làm gà kìa. Đi ra làm gà kìa. Đi ra làm gà kìa. Mất cỡ. Đi ra làm phụ đi con. Đi đi, đi ra ngoài chơi. Đi, đi ra. Nó dắt chị này xuống. Dạ, dạ, dạ. Không, chị mua nhỏ bạn chị bán á. Mua của Linh á. Đây lấy dép mang vô để lạnh cẳng con.
Lạnh nó tỉnh á, còn lạnh cảm. Đó là cái phần tự nhí đó nha. Hay kêu mẹ chị nói đi ăn bánh dỗ xong hả con? Bữa nào đi xe qua, đi xe máy mà bà nói bữa này đi qua nhà Úc Càng ở đâu đầu xa lợi dụng cái vui lợi dụng ê lợi dụng cái chợ trước của nhà chị như cái sông luôn rồi dụ như cái sông luôn rồi đó. Chị Hà bé nhí là chụp quay phim là thấy thương luôn á, thương nhất à. Sao đây? Chiều sinh nhật bạn Tấn Anh, Vũ qua bển sinh nhật nữa. Ba bạn Tấn Anh, Vũ con qua sinh nhật đó mẹ. Đi cáo nhà đó mẹ. Thôi sinh nhật gì thôi, ở đây chơi nha. Mê rồi, ở đây chơi là tàu liền á. Ở đây chơi là tàu liền. Quay lên quay lên cho lên TV. Mà chị đâu có biết mà sao không biết bé nó biết. Bé nó biết, nó coi thấy và bé nó biết. Tự chiếu lên cho con bắt vô phải không? Thấy đó, thấy món ăn gì món ăn gì thèm cứ kêu mẹ làm, mà mẹ làm đồ ăn dở ẹt mẹ thôi à. Mình nướng hồi viên đồ hả? Có khác, có một mỗi mấy cục khác đen thui nè. Mà bé đang nói chuyện, chắc đang nói chuyện quên trở cái gì khác, mới nói đổ nói chuyện cho nhiều cho khét. Bắt vô, bắt vô bình luận liền bó. Cười cười luôn. Cười bình luận rồi cười thôi, hai mẹ con không nấu nha, không lo nấu quần để đồ bà bá xuống rồi không có Dương học trời, giờ Dương nói hết rồi. Dương nói hết rồi học rồi. Ôi trời ơi, sống quá trời bé này mới. Giấy là đi về liền á, không ở nữa. Ôi nó săn lại ghê. Thấy ngon chưa? Ôi ôi. Căng thịt luôn. Vô cái mỏ nó mình hơi mình giật cái mỏ nó nè. Ôi. Thấy trong bóng luôn, trong bóng luôn. Vàng da vàng quá vàng. Ghê ha. Mình mua gà sống mần còn như mua gà chợ, gà mần sẵn hoặc là trong siêu thị á, mình thấy nó xanh lè tái mét. Nó bỏ vô ngăn đông á, đâu ngon đâu. Còn cái này như mình mần sống cái thấy nó thèm vàng. Cái này chắc ký 2 không ta? Cái này là tại vì chỗ quen biết chị mua thường xuyên á, phụ huynh thân á à. Nó lấy rẻ chị. Nó bán vừa cho chị rẻ, không có mắc. Hai ký mấy á? Hai ký. Bò bò móng. Năm nằm mùa hè khô là cái đầu là bắt cá rồi dọn dưỡng cái đó thôi. Nước da luôn mình rồi nước luôn. Ồ, nước da luôn. Da này. Quá trời nè. Này ăn cái da ngon. Hết yếu luôn á. Ừ. Đúng rồi. Rồi. Rồi sạch rồi đó.
chưa. Chị ăn xong là chị về liền, chị lên chợ kiến, chị mua đồ cái giờ là chị về liền đó. Giờ bà xã không biết bà về tới chưa nữa. Giờ về cái ghé nhà chút rồi bắt đầu là chị đi đó. Bé Bo nói mẹ mẹ, ngày hôm nay mình không có ở nhà. Nói tiếp luôn nè, ngày hôm nay mình không có ở nhà mẹ. Ờ là ý là đi từ đây sáng tới giờ nó rồi qua bên đây chơi để chơi tới xế. Chị nói qua bên đây mần gà mần chơi chắc tới xế chứ con. Vậy là hôm nay mình không có ở nhà. Chị lấy cái thao. Giờ lấy cái thao. Vàng nhão lắm, nở. Vàng cái đó nấu thơm. Vàng thơm. Gà ngon quá mọi người ơi. Gà khe luôn. Bữa ăn con cá dướng con cá chê á. Và cái dướng thường cái thằng quá là vàng thịt không. Quá wow, thịt luôn. Dướng con cá thường luôn thì con cá. Quá hấp dẫn. Này nấu cháo gà. Dạ. Mười giờ chỉ có 5 mèo. Dạ. Chị chồng là 10 giờ 5 mèo. Chồng này không? Chồng thôi. Dài nhánh là ghim là mới mới vậy không hả? Xin có dài nhánh không? Màu tím mà. Ồ nè, quá chùa bông đẹp ghê chưa? Mấy cái bắp thì hay giả nha. Đi đi qua, hái bắp đi, hái là con hái đi. Ôi ôi. Bẻ đại thì bẻ hết đi bà. Bẻ hết luôn bà. Bẻ hết luôn hả con? Rồi bẻ hết luôn. Ôi ôi. Bắp tím. Bắp tím hả? Bắp đỏ. Tao coi mày giật ra mày coi. Bắp đỏ á. Mà bữa mua cái hột đỏ rồi. Hồi đó giờ thì mới... bỏ đại rồi nó không có tốt đúng không? Ừ, hồi đó giờ chị mới thấy cái trời ơi tím ngắt luôn nè. Dạ. Cái này sao giống mà nếp thang quá. Nếp thang. Đúng là ruộng nếp thang đúng rồi. Trời ơi là mê luôn nè. Ừ. Ôi bo bo bẻ mê luôn. Đây. Trời bo bẻ. Bo bo liền luôn. Trời ơi bo mấy cái này là bo mê lắm rồi con ơi. Đi vô vô con. Tại tại không có bỏ phân vô nó bỏ đại. Ờ bỏ đại vậy mà khê đi. Cái trái nào cũng góc nè. Ôi. Bỏ đại vô. Đại luôn trái đó luôn. Trái này luôn hả con? Này. Ôi. Để nó già hết. Ôi cái bọc tím đẹp dữ vậy trời. Bây giờ không có thèm hái để. Gà. Cái còn kia có không ta? Kia kìa. Nhỏ nhưng mà nhỏ xíu. Nó bị đẹt á. Nó bị đẹt á nó lâu lắm rồi. Lâu luôn á nó không lên là bắt đầu. Tao đi vậy, cho tao luồn luồn cho đó coi. Út đi qua luồn đó luôn đi. Con cho hái đúng không? Mê rồi, rồi mê rồi, rồi con thấy vậy cho mẹ ôm vô. Mẹ ôm vô cho, mẹ ôm vô cho. Để chỗ, để chỗ. Rồi, để chỗ đựng nè. Rồi đi bọc vô, con đi bọc bọc đâu được này nè. Ừ. Đây nè. Rồi con bẻ mấy cái trái nhỏ 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 ra đi. Thôi mấy trái nhỏ nhỏ nó bẻ hết luôn bò. Nó bị già. Bắp đỏ nước vàng. Nhưng mà ăn không biết là nó ngọt như bắp mình không ta? Ồ mình chưa ăn thử phải không? Chưa ăn thử phải không? Ôi ôi, cái này là chắc cỡ để bo với xuông mà chơi á. Cái vô mà là chơi trò chơi á. Gãy luôn rồi, bẻ gãy luôn rồi. Con này cũng gõ hết rồi. Nó đẹp quá, nó đèo đẹp quá, bỏ ơi. Trời vô chặt mấy trái này. Cái này nguyên ở trong có gì. Cái trong nó có cái gì vô nè. Cái này nước nấu nước lèo ngọt. Đúng rồi đó, đúng. Nấu nước lèo mà như mình nấu lẩu hay gì á. Cái cùi nó ngọt lắm á. Ừ. Không thôi mình nấu nước uống á. Ừ. Đúng rồi. Bữa trên mạng bò mê luôn. Bò nó mê luôn rồi. Bỏ vô giỏ đi con, bỏ vô giỏ đi hái nữa. Bỏ vô giỏ cho cô Hiền coi. Đó. Gỗ luôn. Gỗ luôn rồi. Mẹ em. Cái giỏ.
chỗ bốn hộp tiếp được bao nhiêu hộp nha, bao nhiêu hạt á, héo cậy nó đem vô đi con, đem vô hơi chặt, còn hơi chặt thử thôi, có hộp có sợ nó già. Rồi hết rồi, hết rồi. Trồng rồi. Ốc ma ăn phải không? Đẹp mà nhiều lắm. Cỏ nè, cỏ nó ra nè. Trời ơi, nguyên một vườn cỏ. Rồi mình đi vô chứ. Quá trời. Cô chào dội hay hả? Sâu. Sâu hả? Ồ. Rồi vô dưới trên đi sình thông cảm với con. Mình về nhà bắn luôn. Chơi đi chơi với sếp. Ồ, kỷ niệm của ông Tháo đó hả? Xíu rồi cô Hiền bị cô chàng nhánh màu hồng nó nhỏ luôn đi không? Nó mất công ra nữa. Sao bẻ không sao? Nổ đại đi. Màu này nó tươi. Màu này nó ngọt mà nhìn trời ơi, bằng cái áo mà cái màu này nhìn thấy là những chàng trai mê liền. Thiệt. Rồi nè, ốc ma nè, em thấy ốc chưa? Rồi thằng nè, luôn em tối em phải bắt nó, không thôi là nó cắn cây qua màu hết. Nó đu gần lâm luôn á. Đây nhiều lắm. Bên này nó về là chị Kim nó có giết nó chứ, để nó ăn cây qua màu mình hết. Lên đẹp quá ăn nữa nè. Để luộc rồi ăn. Ừ. Sao chị em ăn cái này nó ngon quá. Đây đây đưa tay. Rồi xong rồi. 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 Đó mình chặt đi, để cho mình cắt đi. Coi được bao nhiêu hạt rồi. Cũng được bao nhiêu hạt, có hạt à. Có hạt. Có hạt đó, chứ không phải không có đâu. Thấy cũng bắp non. Ừ, cái này mà nấu nước, lấy nóng canh hay gì á. Ngọt không á. Bỏ vô nấu nước ngọt ngay luôn á. Để cái vỏ bớt cho mở. Các bạn che tím bự bự rồi. Không, ngọt á, nấu ngọt á, nấu lấy nước uống. À, ừ, nước uống hoặc là nấu canh gì bỏ giờ vô làm nước lèo. Rồi cũng thu hoạch, cũng công sức làm cũng đền đáp lại được chứ bộ. Trời bữa gieo cái nắng lên quá trời nắng. Vậy đó hơn. Cái đất không có phần. Mình nấu nước chắc nó ra màu tím á kìa. Dạ. Thấy chưa? Nè, coi nè, không có sót một trái hột luôn. Trời ơi, đã đều quá ha. Đều ghê luôn á. Nó nhỏ mà đều. Đều trân luôn nè. Trái nào cũng vậy á, trái nào cũng đều trân hết luôn. Đẹp ghê á. Cái này làm như mình trồng dưới đó cái hủng á. Này trên cái này. Đều trân luôn. Ngon quá, ngon. Mà không biết già hơn, chắc không, sao không, không đâu. Già không, không, già không. Vừa ăn nha. Đã rồi. Rồi. Đã nấu xong cái mình luộc nếp thang nè. Xong mình nấy lên. Lắc luộc luôn đi. Luộc luộc mấy trái nè ăn thử. Nè mấy trái nè. Trái nào cũng vậy hết. Ôi xong. Thôi vậy là cái loại giống này là hột, nó đặc hột nè. Chứ thường bắp mình cũng có nó lưa thưa chứ nó đâu có đều trơn vậy. Nấu ra nước màu tím. Cái này có khi nào mà ra mình làm mà xôi tím á. Nấu bắp á. Xôi bắp á Hiền. Giống này giống mới. Mà thấy có lý à, thấy sai hộp à. Bữa trái nữa xíu thấy vô cũng hộp quá trời. Vậy đó hả? Này mà đủ phân là ngon lắm á. Trái nó bị dài rồi, nó bự dài. Bữa ông trồng ở dưới trái dài vậy nè. Cái nhỏ xíu xíu cũng có hộp à. Cái hộp này thưa. Có hộp có hộp. Cái hộp này giống như dân có bà già dụng hết rồi. Trời ơi, cái hộp trời ơi, cái hộp này. Đây, của chị còn ngon lắm. Trời, cho nó ngon không? Trái của chị đều ngon nè, thấy chưa? Nhỏ xíu rồi, cho nó ngon. Ôi ôi, coi nè. Ôi ôi. Hộp nào mấy chà bá. Nè, người ta nhỏ coi người ta còn ngon nhỏ, hơn nữa nè. Nhỏ mà người ta có vỏ. Trần bắp ông nội. Nhỏ mà người ta có vỏ thấy chưa. Trời ơi. Ê không. Ôi
Thôi thôi, bắp này giờ bắp này thu hoạch không bằng rồi. Bắp này tệ quá. Cái này bữa mình trồng nhiều lắm. Ừ, tệ quá. Bớt còn không? Trồng không, cái bắp tím ít lắm. Có mấy hộp à? Có 50 hộp. Tệ quá. Nó bán mắc hơn hộp bắp trắng. Có hộp hơn. Bán mắc hơn. Cái trái dài vậy thôi. Mấy trái này coi. Ôi, nó ra mũ luôn nè, phải không? Ừ, mấy trái này là hột nhiều nè. Mấy trái này là hột mà. Trời ơi, mê luôn. Đó, thấy mày chưa? Đặt ra không có một cái nào luôn. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Đâu? Trái này non. Trái non. Trái non. Chưa có hột. Vậy, có ba hột. Có ba hột. Đắt chừng nữa là gì. Công tình. Công tình, tôi hái chú vô, chú tặng tôi có ba hạt. Cắm phán nhà nông trồng cái năm nhà nông trồng cái này cũng có đạt được hiệu quả. Đã. Trời ơi, này còn đạt trứng luôn sao? Nè. Cái này bắp non. Bắp đó là để nấu nước lèo. Ơi, để nấu nước lèo. Cái bắp đỏ hả? Đã ghê luôn á. Bắp đỏ đã không? Màu đỏ nó có bột quá. Em thấy chưa, đặt ta luôn. Ủa sao lần đầu tiên thấy chưa, bắp này luôn. Trồng á, bữa trồng á, đừng có lột vỏ ra hết. Đắt lột. Em đừng có giật vỏ, em đừng có giật vỏ. Để luộc, để luộc, em đừng có giật vỏ. Không, vừa ăn lắm mà nó đều hơi nấu. Một hơi mình nấu á, ăn hết luôn rồi. Em lấy nồi nấu. Công nhận bắp đỏ có lý á. Sau đó dùng cái theo bắp đỏ. Có lý mà. Bịch 50 hộp. 50 hộp, 50 ngàn. Hộp ngàn cũng được hả? Rồi này vừa nè. Nó vừa ăn đó. Chắc mình nấu ngon nè, nấu ngon nè. Vừa ăn. Hộp không có nữa. Lý không? Đó, thì có lý à. Ở luộc đất này nó ra màu nè. Ừ, tôi ra nè, ra tay nè. Ra, ra. Cái này mà mình nấu sôi á là mình đây này là nó ra cái màu hả, khỏi bỏ màu luôn, mình khỏi bỏ màu luôn á. Bỏ gà vô luôn. Đó quá trời luôn. Rồi quá hả? Nó vậy được rồi, chứ nấu cái chân nó xuống nè. Nấu quá nó lọt cái da gà nó bể hết. Dưới nó lên. À, luộc vô luộc cứng. Dưới nó cũng nóng. Nước là nhiều. Làm sao cháu mà lát nó nở ra vừa. Trong nước cơm à. Hột già ngon ha. Ôm vô luôn. Săn lại hiện không? Ừ, trời, để lát xíu là chín rồi. Trời ơi, nó cha nó lụa là ăn gái đi. Để làm đi nước nha con. Nồi nữa chết luôn rồi. Không thấy ổng để ổng nắng rồi ổng đưa qua cho Út. Kỳ đó, anh em thấy cái đó, anh nắng sao đó không? Rồi anh đưa qua cho em. Nó cha con gái thì thôi rượu qua nắng đi. Đỏ đỏ trắng trắng màu đẹp ha. Đỏ đỏ cũng có chọc không? Xanh xanh, xanh đỏ đỏ trắng trắng rồi ha. Đông vui á. Trời ơi, mình ăn mình thấy vui lắm. Đông người rồi á. Ờ, ăn vui mà ngon nữa. Tôi bên chị có mấy cái bắp chuối luôn. Ồ, ăn hai bắp chuối bự luôn ấy liền. Ừ. Còn trên cây luôn á. Mình vào của bộ ra ra chồng gì đó luôn. Dạ, cái gì anh, gì anh hai? Con cá luôn. Dạ không, năm nay em không có nuôi anh. Mấy năm trước
Để chị khoe là ô nè, không có làm nè. Làm nó còn trong con gà lên tay. Tôi coi bà Sáu con qua chưa? Coi hả? Mê luôn, mê coi MV rồi. Rồi ngồi đi con. Mình quay vậy, mình quay chơi game chung rồi. Cái mồng kia là trái tim nè. Cái mồng trái tim. Cái mồng hình trái tim. Cái mồng rồi nè, bị gấp vô nè. Nè, trái tim nè. Trời ơi, lúc nào cũng là trái tim. Bi nó đi đâu rồi? Nãy giờ mới điện thoại nó đi đâu, thấy hai bông điện điện quá trời. Thấy đâu rồi? Nó chùa Hấp Minh là ở đâu? Tôi cậu hả? Tôi thấy hai bông điện điện quá trời. Hai trời à? Ai biết đâu? Thấy bỏ bịch đó. Cái màu. Rồi. Rồi nhập tiệc. Nguyệt đánh giờ sao? Đi Úc. Rồi. À, Nguyệt. Nguyệt đâu rồi? Nguyệt lên lên. Bé gì lên luôn. Rồi lên luôn cưng. Bé gì lên luôn. Không mẹ đang chờ. Ok. Rồi. Rồi. Không nóng. Mày gấp cái gan cho chị Hai nè. Dạ, ăn đi, ăn đi bao, ăn đi bao. Đây múc cho. Nguyên cháo mua đây. Lên nè Nguyệt ơi. Nguyệt lấy chè. Ơi lấy mẹ lên cưng. Lấy muỗng. Để hết à. Lấy muỗng. Hết thằng rừng nhí nữa. Đây là thằng rừng nhí. Này là con cút đang. Hôm nay ăn thì có cháo gà với lại mấy trái bắp. Ủa sáng qua chưa? Đó là sáng đã qua qua gì xe chạy á. Đây mày lắng coi phải tiếng xe bà Sáu không Quy? Bà Sáu rồi. Ngồi phải không đúng rồi đó. Không biết. Bà. Tạ đó. Hay quá. Bà. Rồi tới rồi đúng rồi. Yeah. Thầy. Thầy này có thêm bà Sáu nữa mọi người. Trời trang điểm quá trời luôn kìa. Cho ngồi ăn luôn bà Sáu ơi. Ngồi ăn gì vậy? Đồ bà Sáu xách cái gì qua nữa? Xách mồi, xách mồi nè. Xách mồi nữa. Gì vô vậy? Đó, trời ơi. Thiếu bia nha. Thiếu bia. Bắp trồng đó. Đây là cây nhà lá vườn không á. Thì đám dỗ thông là con qua đây luôn. Trời ơi, có lỗi gì vậy. Ngon bà. Ngon không? Ngon quá. Đi sinh nhật rồi. Đi sinh nhật cho từng nào đó đi mày. Tôi ăn qua cái cháu nè. Đâu? Hai miếng không? Cháu nè. Đi rồi hả? Mình nào cũng có sinh nhật á. Ừ. Ăn mập. Anh vui mà. Mẹ của ai? Em dụ bà thôi, chứ không có ông Campuchia nào hết. Ông Campuchia là tao thấy tao ớn. Tao ớn muốn chết luôn. Tao mới ăn bánh dỗ mà no quá. Việt Nam Campuchia nào mà tiễn thì tiễn. Quay lăn luôn rồi. Bà ai chống tiễn nha. Campuchia. Đó, đúng rồi đó. Ừ. Có ai trúng tiễn à? Trúng con bao, gửi con bao đi luôn. Ừ. Ăn gì con cứ gấp đi. Thịt thì cứ gấp đi. Trong đây có thịt nè. Có thịt nhiều lắm á. Hà luôn nè. Đây mày gấp cho. Mày làm lâu chưa? Đó, thịt đó. Làm nhà vậy? Tí nữa. Hà luôn đó. Ai? Để điện nước cho nó. Quỳnh á. Cái xu ngồi. Trong nhà bán xe hả? Hai mẹ con. Ngồi ngồi đi cứ. Lấy cái ly để cho bà Sáu. Có. Rồi bà Sáu lên. Bà Huy nó đi rồi. Bà Huy nó đi rồi hả? Hai tuần rồi. Con làm đâu? Lâu lắm. Cái gì vậy? Làm mấy tuần rồi. Mấy tuần. Mấy tuần. Mấy tuần. Ủa hai mấy tay rồi?
bữa nay 19 hả? 18, 19. Ủa gì? Hả? Là lãnh đâu? Ủa gì là làm ăn sản phẩm hả Quy? Cắt cái miếng thịt ăn. Vậy là sao? Dạ, dạ. Anh đi ăn mặn. Chưa có Campuchia đâu, mắc cỡ. Chắc mắc cỡ. Thấy gì con nhỏ hả, mắc cỡ. Trời ơi, về nằm vui luôn hả mẹ. Chuẩn bị ngủ. Ờ, là ở đây điện quậy phải không? Ủa, mình chẳng lại. Nhớ là mắc lên thử coi. Ừ. Biết ăn không coi, coi ăn ăn. Biết cặp. Nhỏ thấy em bò ăn thôi con. Ừ. Anh đồ ăn kìa. Ừ. Con để bàn nha. Dạ, con để bàn đi, con để bàn đi. Để bàn đi. Vậy đi qua đây luôn hả? Đúng chỗ về nhà. Về nhà rồi con mới qua anh đây. Về con thấy hả? Đóng cửa phải không? Mua đồ cho con á. Mua nữa, đòi mua cái bóp nữa. Có gì được cái nhà. Bóp gì mà sao gõ được, cũng có được cạp được. Trắng thành bắp tím luôn rồi. Mẹ trái này nãy con còn ấy nữa mà. Tím phải không? À, sẽ da màu kỳ lộ hả? Thì nó ra màu lắm hả? Da màu hả? Da màu lộn. Nãy nó tím luôn á. Hả? Ngộ ha. Nãy không đưa nha cho bắp tím lên. Ừ, trái bắp tím mới nãy rồi. Ăn còn cùi không? Không, cái bắp này không ngọt bằng bắp tím. Còn cùi không? Cái này nó lạc quá. Ừ, bắp tím ăn một riêm luôn á. Bắp này lạc nhất à. Bơ mới ngọt á. Ăn không bơ Quy. Ăn thôi, nè, đậu rồi. Nè, Út ơi. Rồi. Út đậu nè. Ăn thử rồi bắt. Quy đậu nè. Đưa cái này nè, cạp thử nè. Cạp thử mấy hộp ngọt ngay luôn á. Ngọt ngay luôn. Ngọt mà. Mấy cái nhỏ nhỏ đừng có chê nữa nè. Anh ấy có mấy hộp vậy. Không mà rất là ngọt. Màu tím là rất là ngọt. Mày để vậy mày cạp cũng đi mày đặt bẻ. Đậu phộng quê mình là rất là ngọt ngon lắm. Nó đẹp đèo không có trái. Không, nó cũng dẻo rồi. Nhà có trái. Mới nãy giờ bẻ mấy trái tím tưởng là mình già không được ha. Rồi dốc luộn luôn. Cái này sao nó ướt ướt không? Nấu xong nó dữa. Trời ơi. Nấu dữa mày bị ướt á. Ai biết. Bỏ đây. Trồng ở trước cửa nhà nó. Đất cát á. Ngọt thiệt á. Cái nhỏ ngọt. Đậu phộng nè. Đậu phộng nè. Bé bé nè. Này cái nhà lá vườn đậu phộng cũng trồng nhà luôn. Này đủ món luôn. Phộng quê mình trồng nhà. Đây là cây nhà lá vườn không? Cây nhà lá vườn, món cây nhà lá vườn không? Hiền gom vô cái dĩa thiệt. Đậu phộng nè. Đậu phộng này mình trồng cái nhổ lên nó nguyên đùm đùm hả Đạt? Đất cát, chủ linh hơi luôn á. Trồng đất cát. Này lấy cát, lấy cát lắp trồng được. Ngon ha. Nhà trồng ngon. Mua cát lắp á. Mua cát đó. Về cát lắp nấu xong ta không có dừa, nó không có bị ướt. Còn nấu xong nó dừa. Nó không vui lắm. Mày sáng giờ nhốt nó hừ hừ hoài nè. Có bên không gà nó mất cái mồng nha bà. Con chó cái đầu không có mồng nó mất tiêu rồi. Trời ơi. Không ai lại tới kia. Bà chửi chết á. Bà chửi chết luôn. Cái giờ này bà cũng có nấu rồi. Nấu rồi. Trời ơi. Giờ mày làm vậy. Còn cùi không? Còn cùi không? Còn cùi không à? Ôi ôi. Chào cả nhà nghe. Không, tụi mình ăn nhiệt tình mà. Ăn nhiệt tình mà quê mà. Nhiệt tình mà. Cảm ơn Út Đan rất là nhiều nha. Vui mà. Thằng tưởng, bye bye kìa thằng tưởng.